chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức cập nhật về tình hình Ukraine và Nga thưa quý vị. Thì có thể nói là đã có một cuộc phỏng vấn đặc biệt của tờ báo ADR của Đức phỏng vấn đặc biệt với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine là ông Dmitry Kubela thưa quý vị. Thì có lẽ nói đây là một bài báo đang gây sự xôn xao và chấn động Vì những lý do sau đây xin thưa quý vị Là trong cái cuộc phỏng vấn với ông Bộ trưởng Ngoại giao Dmitry Kubela Và chúng tôi cũng đã từng có video nói về ông này Đây là một Bộ trưởng Ngoại giao rất trẻ tuổi của Ukraine và Ukraine coi như là một trong những nhân tài ở cái độ tuổi 40 mà đã làm bộ trưởng bộ ngoại giao thưa quý vị Chỉ có thể nói là qua cái cuộc phỏng vấn đó thì người ta mới thấy té rửa là ông Kubela này lên tiếng than trách các nước phương Tây chậm trễ trì hoãn việc gửi khẩn cấp các loại vũ khí hạng nặng các loại vũ khí cho Ukraine thưa quý vị ông lên tiếng chê trách và người ta đã thấy đây là ăn mày mà đòi sôi gấp thưa quý vị thì sau khi mà lên tiếng chê trách chỉ trích các nước phương tây trong việc chậm chạp gửi các vũ khí tối tân ở đây chúng ta nói là một số nước phương tây đã tháo khoáng những cái vũ khí cổ lỗ sĩ xin thưa là như vậy những cái vũ khí mà họ gọi là từ cái thời Soviet tức là trước năm 1992 và họ nói đó là những vũ khí mà Ukraine có thể thành thạo sử dụng. Còn những vũ khí tối tân của phương Tây hiện nay cũng đang hết sức khó khăn trong cái việc mà bảo trì, bảo dưỡng và sử dụng đòi hỏi phải được huấn luyện sử dụng một cách đàng hoàng chẳng hạn như tên lửa chống chống tăng hoặc là chống máy bay trực thăng Javelin chẳng hạn như vậy thì đòi hỏi phải có bộ pin nguồn được sử dụng trong thời gian khoảng 4 tiếng đồng hồ và có một cái sổ chỉ dẫn lên tới 258 trang thưa quý vị để mà có thể khởi động và sử dụng hệ thống CLU của tên lửa Javelin theo dõi các mục tiêu chẳng hạn như theo dõi các xe tăng trong vùng rồi sau đó mới tác xạ một cách chính xác không đơn giản như là mọi người nghĩ chỉ việc uh, bóp cò xin thưa vậy là như vậy. Thì vũ khí càng tinh vi chúng ta biết rằng uh, hệ thống điều khiển nó cũng phải tinh vi. Thì Javelin uh, nhờ uh, những kỹ thuật uh, tối tân chẳng hạn như lưới tọa độ cùng với những cái sự cập nhật tin tức uh, uh, thông tin uh, trên chiến trường và nó bản thân nó cũng tự theo dõi tình hình thực tế trên chiến trường trong cái phạm vi bán kính khoảng 4 km để mà nó có thể tác xạ một cách chính xác vào các mục tiêu di động chẳng hạn như xe tăng của đối phương vân vân thưa quý vị thì đòi hỏi phải có thời gian phải được huấn luyện một cách bài bản thì hiện nay phía Hoa Kỳ chỉ cung cấp một số điện thoại và có một người phụ trách để mà trả lời cho việc uh, sử dụng uh, tên lửa Javelin và hiện nay người này đã bị quá tải thưa quý vị và có thể nói rằng uh, trên khắp các chiến trường của ukraine đều gọi vào số phone của người này và theo một cái bài báo cho biết rằng người phụ trách từ quân đội hoa kỳ cho biết là hoàn toàn quá tải khi mà có những cú điện thoại dồn dập ở các chiến trường gọi về thưa quý vị và ông cho biết rằng không thể trả lời hết tất cả những cái câu hỏi về việc sử dụng thưa quý vị vì nó cần phải có một cái khóa huấn luyện bài bản trong khi ông chỉ là một huấn luyện viên và từng huấn luyện cho một số binh sĩ Ukraine tuy nhiên là vì vài lý do cho nên phía quân đội hoa kỳ giữ ông lại để mà huấn luyện nhưng mà trong cái thời điểm hiện nay thì cái sự huấn luyện là hết sức nguy hiểm vì tình báo chính xác các máy bay không người lái của nga liên tục quần thảo trên bầu trời ukraine cho nên những nơi mà tập trung quân ukraine đều là những mục tiêu tác giả cho các tên lửa tầm xa Tên lửa tầm trung hoặc là bản thân từ các máy bay không người lại có thể phóng hỏa tiễn vào để tiêu diệt thưa quý vị cho nên là việc mà tổ chức uh, huấn luyện cho các tiểu đoàn các quân nhân của Ukraine trên các bãi đất trống là hết sức nguy hiểm và các uh, buổi huấn luyện phải được huấn luyện ở trong nhà và phải hết sức bí mật thưa quý vị nếu mà phía nhà tình nghi thì cũng có thể phóng những tên lửa hành trình từ xa vào các tòa nhà mà nghi ngờ có chứa các quân lính của ukraine vân vân thì đó là tình hình ngặt nghèo của phía ukraine và trên các mặt trận như severodonetsk hoặc là các tỉnh luhans donetsk của vùng donbas thì hết sức ngặt nghèo quân đội ukraine có thể nói là hoàn toàn kiệt quệ cả về tinh thần vật chất hậu cần vũ khí vân vân thưa quý vị và điều đó thì ông bộ trưởng Kubela cũng đã nói rằng là và tố cáo nga là muốn đánh cho ukraine trở về thời kỳ đồ đá thưa quý vị thì sau cái màn chê trách chỉ trích tây phương thì quay sang lên án tố cáo nước nga quân đội nga và ông cho biết tình trạng tồi tệ của quân đội Ukraine và đây là một cái câu nói nổi tiếng là nếu mà không có sự tiếp trợ hậu thuẫn từ phương Tây thì kể từ đây dân Ukraine sẽ chiến đấu với quân đội Nga bằng cuốc sản mình vân thưa quý vị thì chúng ta thấy đó là cái tình thế mà ông hình ảnh hóa cho mọi người thấy là quân đội ukraine hiện nay sẽ chiến đấu bằng cuốc sản vân vân rồi vậy và đây là một cái điều mà tây phương đang hết sức lo ngại với cái việc tuyên bố như thế của ông bộ trưởng ngoại giao ukraine là họ tuyên bố rằng nếu mà với cái tình hình mà chiến đấu bằng cuốc sản thì có thể ukraine bị mất cả thủ đô kiev vì với cái quân đội mà kiệt quệ không có vũ khí và với một cái quân đội vượt trội đông quân vũ khí dồi dào thì Nga sẽ, sẽ dễ dàng đè bẹp và thậm chí là không chỉ những vùng ở phía nam như Odessa, Mariupol mà còn tấn gọi như tổng tấn công vào miền trung tâm của Ukraine và có thể tái khởi động tấn công từ phía bắc để chiếm Kiev một cách dễ dàng khi mà quân đội Ukraine hoàn toàn kiệt quệ và một kịch bản được nói tới là có thể ukraine phải đầu hàng ở một số vùng nào đó trong tương lai, thưa quý vị. thì à, tiếp theo ngày hôm qua trên sóng truyền hình tổng thống ukraine zelensky à, cho biết một thông điệp là ở những vùng chiếm đóng thì hãy cố gắng cố thủ tự thủ chờ đợi quân đội ukraine đến để giải phóng, thưa quý vị và trong đó thì ông Zelensky đã phong thiếu tướng cho cục trưởng cục quân y của quân đội Ukraine lên hàm thiếu tướng và cho biết là đã giải cứu được một nữ y tá thưa quý vị. thì trong thông điệp của tổng thống Zelensky cho biết là sẽ không nhượng bộ, không cắt đất cho nhà mà sẽ tiếp tục chiến đấu ở giải phóng các vùng bị chiếm đóng đặc biệt là ở phía nam và những vùng biển của Ukraine sẽ trở về với Ukraine tức là vùng biển Azov và vùng biển Bắc Hải thuộc lãnh hải của Ukraine trước đây hiện nay thì chúng ta biết là nhiều thành phố ở phía nam đã bị phía Nga chiếm đóng và lên tới 20% diện tích của Ukraine hiện nay đang bị Nga cùng với lực lượng ly khai thân Nga chiếm giữ thưa quý vị. Thì uh, trên màn hình quý vị thấy uh, đây là thiệt hại của quân Nga xâm lược trên đất Ukraine. Đây là thông tin uh, chính thống từ tòa đại sứ Ukraine tại Việt Nam thưa quý vị và đây là ước tính sơ bộ đến ngày 21 tháng 6 2022. Thì phía Ukraine cho biết là đã tiêu diệt

2.537 xe và xe chở xăng, 98 cụm phòng không, 137 tên lửa hành trình và 14 tàu chiến. Và chúng ta cũng xin uh, nhắc lại là dữ liệu này đang được cập nhật và việc tính toán phức tạp do các cuộc xung đột xảy ra với cường độ cao. Thưa quý vị. Thì uh, tiếp theo phía tòa đại sứ Ukraine tại Việt Nam cũng đã đưa thông tin về việc uh, nghiên cứu của tờ báo New York Times ở Mỹ về các loại bom mà phía Nga đã sử dụng, thưa quý vị. Và như lời ông Bộ trưởng Ngoại giao của Ukraine vừa tuyên bố là Nga sẽ đánh cho Ukraine trở về thời kỳ đồ đá. Nói chung là hiện nay uh, quân đội Nga đang sử dụng nhiều cái chiến thuật khác nhau để mà tấn công quân Ukraine và với cái tỷ lệ áp đảo 15 trên 1. Thì một trong những chiến thuật đó là phía quân đội Nga sử dụng bơm dù thưa quý vị. Bơm dù đây là một loại bơm đặc biệt thả bằng dù và trong cái thời gian mà nó lơ lửng thì lực lượng dưới đất có thể lầm tưởng rằng là cái dù này mang theo một số kiện hàng quý giá gì đó nhưng mà tới khi mà đáp xuống mặt đất thì nó trở thành những quả bơm nổ tàn sạc thưa quý vị thì đó là một trong những chiến thuật sử dụng bơm dù à, tiếp theo thì phía Ukraine tố, tố, cáo Nga sử dụng bơm chùm và cho biết là có trên 2.000 loại bơm vũ khí khác nhau được phía Nga sử dụng trong đó phía Ukraine cho rằng có tới 230 loại là bị thế giới cấm thưa quý vị nhưng phía nga vẫn tiếp tục pháo kích coi như là không kích, quanh kích vân vân triệt tiêu uh, ukraine bằng tất cả các loại bơm trừ bơm nguyên tử hay là bơm hạt nhân thưa quý vị vân vân thì chúng ta biết rằng uh, với cái cường độ pháo kích một cách dữ dội như thế thì lực lượng uh, ukraine đã có nhiều tiểu đoàn nhiều uh, lữ đoàn buông súng đầu hàng quân đội Nga thưa quý vị và chúng tôi cũng vừa nhắc đến là quân đội Ukraine hiện nay đang hết sức kiệt quệ và cho biết là sẽ chiến đấu với người Nga bằng cuốc sản vân vân thưa quý vị và trên màn hình đây là sự nghiên cứu của uh, tờ báo uh, New York Times tức là tờ báo ở trên, thành phố New York thì họ chụp hình các loại bơm đạn của Nga rớt trên đất Ukraine để về phân tích hình ảnh định lượng định dạng hình dáng bên ngoài vân vân để mà lên tiếng tố cáo việc Nga sử dụng các loại vũ khí trong đó có loại các loại vũ khí cấm vân vân thưa quý vị thì đương nhiên là phía nga sẽ sử dụng hầu hết các loại vũ khí mà nga có được ở trong kho thứ vị nhằm giành chiến thắng và điều đặc biệt là ngày hôm qua bộ trưởng bộ ngoại giao nga ông sergei lavrov cũng đã có một buổi phỏng vấn đặc biệt với truyền thông bbc và trong cái cuộc phỏng vấn với ông đại sứ nga sergei lavrov thì ông phản biện và phản đối việc bà Tây Phương gọi là nước Nga xâm lược xâm lăng Ukraine. Ông cho biết là do cái biến cố phong trào lật đổ chính quyền hợp pháp lúc bây giờ tên là phong trào Biden năm 2014 và đã có những sự người Ukraine sát hại người Nga truy kích, truy đuổi, giết, đốt nhà của người Nga trên đất Ukraine và cấu kết với NATO để đem vũ khí áp sát biên giới với Nga thưa quý vị. Nói chung là ông Sergei Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao của Nga đã phản đối và nói rằng là các nước phương Tây đã bất chấp lợi ích của Nga cho nên là Nga phải hành động thưa quý vị và trong đó ông nhắc tới lời của Tổng thống Macron Pháp tức là xin hãy đừng làm nhục nước Nga thưa quý vị. Và ông cho biết là những người nói tiếng Nga, gốc Nga ở Ukraine đã bị người dân Ukraine làm nhục thưa quý vị. Làm nhục trên đường phố rồi đốt giết uh, bắt cóc, đốt nhà vân vân, hành hạ đủ kiểu, thậm chí là trục xuất đuổi người Nga ra khỏi Ukraine, kêu người Nga trở về cố quốc Nga thưa quý vị. Ở đây chúng ta cũng xin nhắc lại là thủ đô Kiev từng là thủ đô của cả Nga lẫn Ukraine ngày nay thưa quý vị và sau khi tách ra thì Ukraine mới độc lập một thời gian cho tới bây giờ thì tin tức mới nhất của Nga là quốc hội Nga cũng đã tuyên bố là sẽ tìm cách xóa bỏ các hiệp ước phân, uh, phân chia và phân ly các uh, nước Cộng Hòa thuộc uh, soviet trước đây thưa quý vị khi mà họ tham gia vào liên bang soviet và sau đó thì họ được tự trị thì bây giờ quốc hội của nga tuyên bố là sẽ tìm cách uh, tái chiếm lại các phần uh, lãnh thổ đó thưa quý vị à, không chấp nhận việc uh, các nước tự trị hoặc là thậm chí là đi theo khối nato vân vân như lithuania moldova vân vân thưa quý vị các nước ở phía Bắc, Biển Baltic vân vân thì phía Nga nói rằng cần phải xóa bỏ các nghị quyết cho phép tách ra như thế và phải cần làm một nghị quyết mới là cho phép quân đội Nga sẽ tái chiếm hoặc là dùng vũ lực như thế nào đó để mà đem các lãnh thổ đó về lại nước mẹ nước Nga vĩ đại vân vân thưa quý vị. Thì đó là những cái tin tức uh, từ ukraine và từ uh, nga thì, uh, tiếp theo đã có tin tức cho biết là một cựu chiến binh người mỹ thứ nhì đã bị uh, chết trận ở ukraine thưa quý vị người uh, chiến binh uh, đầu tiên chết trận là anh willy franzo thì uh, đã bị uh, chết trận trước đây và ngày hôm nay thì một cụ binh 52 tuổi đã chết vào cái trận chiến ngày 15 tây à, vừa qua thưa quý vị, vị Thì à, cụ binh này người Mỹ tên là Stephen Zabinski 52 tuổi Chết ngày à, 15 tây tháng 5 vừa qua là căn cứ theo một cái tờ báo cáo phó ở địa phương của anh ta thưa quý vị. Thì đó là bài báo của nhà báo Dan Lamoti vào ngày 20 tháng 6 vừa qua. Và trên màn hình quý vị cũng thấy đã có một số cựu binh người Mỹ hoặc là người Mỹ gốc Việt. Đã bị phía Nga hoặc lực lượng ly khai của vùng Donbass bắt giữ và vâng, vân thưa quý vị thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Triệu Vĩ Thiên đến nay tạm chấm dứt xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi xin quý vị vui lòng hoặc là nhấn super thanks để ủng hộ kênh thành thật cảm ơn xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới